Vâng, các bạn, chiếc Chevrolet Việt Nam đã hoàn thiện bọc ghế da sang cái màu nâu bò da Napa cao cấp, kết hợp cùng các cái đường chỉ và đường đục lỗ họa tiết mới nhất, cực kỳ hiện đại các bạn nhé. Bên em đục lỗ máy CNC chứ không đục lỗ bằng máy laser như phần đa người ta đang làm. Đục lỗ bằng CNC này nó không bị cháy, bề mặt da nhìn nó thẩm mỹ hơn, kết hợp cùng các cái đường chỉ nó chạy theo cái họa tiết hoa văn, các bạn nhìn thấy tạo điểm nhấn tinh tế hiện đại và sang trọng hơn rất nhiều. Còn da thì màu nó quá là sang trọng rồi, nó là dòng da Napa cao cấp, ngồi êm mát thoáng khí, bảo hành 5 năm. Sàn nguyên bản, cái dàn da simili giá rẻ thì cũng đã được bỏ ra thay mới bằng cái sàn da Napa cao cấp màu nâu cà phê, cuối cùng màu nâu bò, giúp khỏe khoắn và sang trọng, rất chỉ ôm form các bạn nhé. Bên em bao giờ dọn dẹp spa cho khách hàng luôn. Một chiếc xe không chỉ đẹp mà nó còn phải sạch, đảm bảo vấn đề an toàn sức khỏe khi mình ngồi lâu dài trong nội thất xe các bạn nhé. Còn các bác muốn bọc ghế da đổi màu nội thất thì đừng quên ủng hộ kênh Wap Hà Nội. Cảm ơn các bác.